Hello anh em nhé. Bữa giờ bong bánh có anh em nào vào bờ rồi xa bờ không anh em? Hello cả nhà. Bữa ở đây có anh em nào bong bánh gì không nhỉ? Vào bờ hay xa bờ anh em? Mà tốt nhất là chúng ta xem thôi, chúng ta không nên cá cược. Đó. Bởi vì chơi cái này không có hay. À, tối anh em nào mê đam mê bóng đá làm lon hai lon bia, cái tiền cá cược thì anh em góp lại chúng ta làm thùng bia xem hô hào. À, không nên sinh ra cá cược đúng không anh Đỗ Duy Thư? Nói chung là chúng ta không nên vào cái vấn đề tệ nạn, rất nguy hiểm và rủi ro khá là lớn. Ngày cứ bơm hơi vào lốt vào dòng nhất chiều tối chúng ta là đi nã hết, thì chúng ta làm như vậy là khá là mệt. Anh yêu em nhé, lâu quá không gặp, khỏe luôn chưa anh? Thì trời mưa gió thì Tuấn chẳng có gì nhiều, có khoảng vài chục bộ nồi. Đó, anh em nào yêu mến thì comment 4 4 yeah. Chúng ta sẽ tính bằng 4 hết đi, 4 4 ok 4 4 khá là nhiều, lẻ 2 2 4 6 8 10 40 bộ, 44 16 56 bộ, 58 bộ. Anh em nào nhảy cầu ngoài Bắc nhiều anh em xem bóng đá nhảy cầu rồi thầy, đâu mà ghê thế anh, mới có mấy trận mà. Tốt nhất là chúng ta không nên về vấn đề đó. Bởi vì anh em biết không, thứ nhất là sinh ra mùa World Cup để chúng ta xem. Bởi vì ai chả biết là mấy năm một lần. Nhưng đôi khi chúng ta làm cả đời, chúng ta chờ đợi 4 năm một lần thì chúng ta lại về số 0, hoặc là nhiều cái rủi ro nó khá là lớn. Đó. Nên anh em mình, thứ nhất chúng ta chỉ có xem về đam mê thôi. Cái thứ hai anh em biết tại sao không? Đó, chúng ta làm, chúng ta kiếm được đồng tiền nó khá là vất vả. Một ngày anh em sửa xe đấy, chúng ta phải tốn khá là nhiều clo. Thứ nhất là gì? Tư vấn. Cái thứ hai bỏ rất nhiều công sức. Cái thứ ba là phải bảo hành cho khách hàng, lấy được có vài trăm. Nên nhiều chúng ta lại chiều chúng ta đi thả hết. Đó. Thì một ngày chúng ta làm một cái công như vậy nó khá là vất vả, nên chúng ta lại để nó tuột mất không hay. Đấy, đó là cái mình chia sẻ rất nhiệt tình với anh em. Không giàu được, làm cái đó mà làm giàu được thì chẳng ai phải đi làm mướn làm thuê, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cả. Cứ chờ vào những trận bóng, những trận đề thì ai mà phải đi làm cái gì, đúng không anh em? Đó, cái đó là cái lời mà thì Tuấn muốn chia sẻ với quý vị và anh em. Và hôm nay thì anh em kiểm tra lại cái kho nhà mình, có anh em nào còn nồi niêu xoong chảo thì mỗi người anh em khoảng 5 bộ. Đấy, anh em nào mà xô lớn thì làm 10 bộ. Để về nhà chuẩn bị, chúng ta còn có khoảng mấy chục ngày nữa thôi là chúng ta kết thúc một cái năm cũ 2022 và chuẩn bị đón chào một cái năm mới 2023 rồi. Nói chung là không còn nhiều nữa đâu, chúng ta chỉ còn có tầm khoảng 50 ngày nữa thôi. Đó. Nhiều anh em ở gần cuối năm, đám hỏi đám cưới rồi đám giỗ rồi Tết rồi liên tục thì nhiều anh em làm may lắm được 40 công nữa thôi. Đó, nên chúng ta dành dụm. Đấy, dành dụm để chúng ta có số tiền chúng ta sắm Tết, tiền vàng bạc hoa quả cho ông bà tổ tiên nhá. Nói chung là một cái cuối năm để chúng ta làm được trong vòng 12 tháng qua, để chúng ta được nghỉ ngơi vào cái dịp cuối năm và đầu năm mới. Đấy, để chúng ta có tiền, chúng ta ăn uống, chúng ta đi du lịch, đúng không? Bỏ ra vài chục triệu, chúng ta được tận hưởng những cuộc sống mới lạ, những cái phong cảnh tuyệt vời. Đó, chúng ta không nên rơi vào ba cái đề đóm, được không mọi người?
Rồi thì nồi niêu xoong chảo ở đây anh em nào cần thì comment. Và ở đây có cái bộ cái máy, giá nó cũng khá là hợp tình hợp nghĩa với anh em, nó rẻ. Mình đã dán cho anh em ở trạng thái chống trầy bằng keo carbon. Đấy. Về nhà anh em giàu nhất chúng ta cầm lên đây nó không bị dơ. Cái này cái keo tí mình tẩy nốt. Đấy. Đúng không? Đấy, anh em nào cần thì comment. Bản ép nha quý vị. Cái này làm full smoky. Tua full đồng hồ Oleo. Đọc full thông số ABS dữ liệu trên tất cả những dòng xe IA, Honda, SQM, Piaggio. Và chúng ta được remap mở tua những cục IC của Winner, Sonic, A Black đầu bò, Lead SCR. Có thể đổ file từ Lead qua SCR thì chúng ta không cần cái nguồn 9V sau khóa ở cái dây màu hồng nữa. Đó. Thì anh em nào ok thì vào bờ. Và thì Tuấn xin thông báo đêm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về phun xăng điện tử tí. Và ngày mùng 2 Tây tháng 12 dương lịch tới đây mình mở khóa học ít anh em về nồi niêu xoong chảo sử dụng máy chẩn đoán, về hướng dẫn sử dụng smoky, về hướng dẫn sử dụng máy chẩn đoán và về tất cả thông số cảm biến. Và chúng ta kéo bẻ TB cho anh em bị xuất hiện bất kỳ một cái lỗi nào, chúng ta sẽ giải quyết nhẹ nhàng. Rồi, mọi người đó cố gắng. Và nhân dịp hôm nay cũng là ngày 26 rồi, 25 rồi. Ngày mới 26 nhỉ? 26 rồi, chúng ta còn một tuần nữa. Thì anh em học xong anh em đáp ứng vào. Và cái mùa chuẩn bị cuối năm thì nhiều khách hàng mang vào dọn xe để chạy Tết. Thì chúng ta nhân tiện cái cơ hội đấy, chúng ta nâng cao về tay nghề. Đó là cái điều mà anh em cố gắng làm. Hải Hoài chào em trai, anh Trịnh Thắng, anh Hiếu Hòa, anh Văn Có, anh Tham Bùi, Tiến Đạt xe máy, xin chào mọi người, Thành Quân, cho em cái like, cái chia sẻ là cảm ơn quý vị. Bởi vì thứ nhất, anh em đam mê về cái đó. Thứ hai, về bóng đá anh em ăn thì sáng mai chúng ta ngủ muộn một tí cũng được, chúng ta tươi cười. Còn khi mà chúng ta thua trận vào, thứ nhất là nó mệt mỏi trong người, cái thứ hai chúng ta phải thức đêm khuya. Đó. Xem được cái gì cảm thấy nó trong giờ hành chính, cảm thấy trong giờ chúng ta cảm thấy xem được thì xem. Cái quan trọng là chúng ta phải bảo vệ cái long thể, bảo vệ sức khỏe. Rồi hôm nay không xem thì ngày mai xem lại. Đấy, có thể lên YouTube vào VTV bóng đá. Chúng ta xem lại, nó quay lại những cái tình huống, xem lại, thế là biết đội nào thắng, đội nào thua rồi. Thứ nhất, không vì đam mê, bởi vì đam mê người ta không mang lại cái tiền bạc cho chúng ta. Không phải là một đội bóng này tối nay chúng ta xem, và ngày mai người ta trích cái quỹ gì đó, chúng ta cho chúng ta 5-700 hay 1 triệu. Đúng không? Đó là mình chơi từng, mình không chơi nhiều. Đấy, nói chung là mình cũng từng bóng bắn, từng đề, từng tất cả những cuộc chơi ở trên đời này. Mà mình sẽ rớt lại con về ở cái trạng thái hố sâu. Mình từng đi vay lời lặng lãi, cái thời đó bạc 20 là các bạn biết là 1 triệu. Một ngày các bạn phải đóng 40.000. 2 triệu là các bạn phải chiều, các bạn phải đi kiếm được 80.000 để trả. Các bạn mượn 3 triệu là một ngày các bạn phải góp 120. Đó, điều đó Đình Tuấn muốn chia sẻ, gửi gắm tới mọi người. Không nên rơi vào những cái vấn đề đỏ đen. Cuộc đời này nó tồn tại nhất ở cuộc đời này, chúng ta phải bỏ bằng đôi tay, bỏ bằng trí tuệ, bỏ bằng những giọt mồ hôi, có khi rơi cả những ngón tay hoặc là máu mê. Chúng ta kiếm được đồng tiền đó mới gọi là những đồng tiền sạch sẽ nhất ở cuộc đời này. Còn những cuộc đời này mà kiếm những đồng tiền mà nhàn nhạt, không muốn bỏ công bỏ sức, thì chúng ta phải trả giá khá là đắt. Đó. Đấy, nên nhiều vấn đề ở đây là anh em mình thua. Có nhiều người thua quá, nợ nó đòi mới có vài trận mà chúng ta phải phi ở trạng thái những con sông, những con cầu nó khá là nặng bởi vì gần Tết rồi.
Đấy, chúng ta chuẩn bị đón chào một cái năm mới rồi, cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra ở nuôi nấng có thể anh em mình năm nay khoảng vài chục tuổi. Chúng ta đừng về một cái vấn đề khá nhỏ nhoi để chúng ta phải bỏ một cuộc đời này đi, để làm đau khổ cho tất cả những người còn lại, ví dụ gia đình cha mẹ. Đấy, nhiều anh em có vợ con rồi thì chúng ta không nên dính vào ở vấn đề này, bởi vì khi đi vào được và đi ra nó khá là khó. Và đôi khi chơi với bạn bè hay là những cái nơi cá cược, người ta bảo thôi cứ chơi đi, anh cho chú gỡ, anh chơi đi, em tạo điều kiện cho anh gỡ. Thì đương nhiên nó lỡ may nó ăn thì chẳng sao, nó thua thì đương nhiên nó khá là mệt, đúng không anh Trần Quang Thái? Đúng, thì mọi người cho em cái ô xì kê chẳng hạn như thế. Đó, đúng không em Sơn Nam? Đúng không anh Nguyễn Văn Điệp? Đấy, thì mọi người phải như vậy. Đừng có làm tất cả cái gì có thể là cha mẹ chúng ta nuôi lên ở cái tuổi trưởng thành khoảng mười mấy đôi mươi, năm nay chúng ta khoảng 30, chúng ta có thể ra xã hội để chúng ta kiếm ăn khoảng được mười mấy năm. Đừng vì những trận bóng mà nó sẽ tiêu tan hết cả cuộc đời. Có rất nhiều anh em dạng này thua kêu, thua ghê quá. Không có thì chúng ta chơi trăm ngàn, 50 ngàn, chúng ta coi cái trận bóng ấy chúng ta hô hào. Đấy, đúng rồi, Sơn Nam, tốt nhất là như vậy, nó không mang lại cái lợi ích gì cho mình cả. Thứ nhất là mất sức khỏe. Đấy, cái thứ hai là mất tiền nha anh em. À, thua anh gỡ nhà. Thua anh gỡ nhà. Đó, thì cái quan trọng là cái tiền mà chúng ta chơi đá bóng, chơi banh thì chúng ta mua mấy cái này về nhà chúng ta thủ này. Đấy, nhanh có tiền. Đấy, cái điều này là cái điều mà chúng ta phải cần phải làm. Rồi, Winner này, SH này, chết liên tục 8 lít một con. Đấy, hay liên khúc chiều mưa, Winner X, Winner V1 và SH 27, 29 ăn xong cứ chạy hư liên tục. Phải làm. Cuộc sống này nên phải làm. Em chưa? Cuộc sống này nên chúng ta phải lao động. Lao động là vinh quang. Lao động thì luôn luôn mang lại cho chúng ta một cái cuộc sống ấm no. Ok anh Dần. Dạ, khỏe chứ anh Dần? 56 bộ nồi thì anh em nào ok thì vào comment. À, con sờ mất tút. Anh em nào về nhà máp máp mép mép, ù ma dọa khỉ, đã dán băng keo chống chóc chống chày, anh em mua về nhà chỉ việc sử dụng vào bờ luôn ạ. Rồi, nồi niêu song chảo được kít tới hai lớp bịt bóng mi lông chống gió chống bụi bẩn. À, anh em mình thứ nhất là công việc, thứ hai là có tuổi rồi thì đương nhiên một ngày nó sẽ một già đi. Thì cái vụ mà tình yêu đấy thì đương nhiên nó phải yếu đi dần dần. Có thể năm 18 đôi mươi thì có thể một tháng anh làm được khoảng 50 nháy. Thì bây giờ anh em ở U40 rồi thì một tháng làm có thể được khoảng 6 nháy. Hoặc là 8 nháy gì đó. Rồi, hoặc là 4 nháy. Một tháng tương đương cho là 4 tuần. Một tuần làm một nháy. Đúng không anh Trần? Bởi vì khi mà tuổi chúng ta đã lớn đi rồi mà. Tiền ít nên yếu lắm thầy Tuấn ơi. Tiến đạt xe máy, anh Tuấn vẫn sung lắm. Yếu rồi anh ơi. Yếu lắm rồi.
yếu 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 vào không? Em chưa? Em không? Gì anh tay ga xuân dần nha. Cứ như thế thôi, thôi để nói lắp hết nồi vào ấy, thay nó cặp nồi trước thế được rồi, bốn củ mẹ làm vừa vừa thôi, kêu như nhái. Này thì 7.0 này, 5 triệu này, anh em nào nhanh tay này, 5 triệu bạc. Đúng không ạ? Full các loại xe luôn. Làm sớm mất cây luôn, ok 5 triệu. Rồi, 5 triệu chắc ở thị trường anh em không mua được con máy 7. 5 triệu bạc con máy 7 sử dụng full chức năng. Con này anh em về nhà xài có mà 4 năm nữa lấy búa đập bỏ luôn cũng được. Một năm tương đương chúng ta lỗ 1 triệu. Hơn 1 triệu. Triệu 2. Triệu 2 50 nghìn. Xài 4 năm nữa vứt bỏ cho cháu chơi. Rồi giá hôm nay 5 triệu anh em nào chốt cáp đồ đầy đủ. Vào bờ anh em. 10 tờ trong xanh. 5 triệu con máy Motoscan 7.0. Màu trắng mang lại cho chúng ta những cái điều trắng nón trắng nà. Quá rẻ Việt Nam 16.800.000, hiện tại Đình Tuấn bán 5 triệu rẻ được 11 triệu mấy trăm nghìn. Vào bờ anh em. Năm triệu anh em Motocan 7 chưa bao giờ rẻ đâu bằng tay ga Đình Tuấn, bán lỗ cho mọi người luôn. Rồi hộp đồ cát đầy đủ anh em. Ôi giời ơi, anh em này còn ký dán luôn cả cái tờ này bên trên này luôn này, để không bao giờ cắm lộn. Rồi anh em muốn cái cáp đa năng thì liên hệ với công ty DD Auto mua cái cáp đa năng 500k. Còn anh em muốn xài cái cáp zin đây, 5 triệu bạc vào bờ anh em. Rồi rồi lắp nồi lắp đồ vào ấy, chiều giao thay còi nói chiều lấy 5 triệu con máy Motocicleta 37. Cáp full cho anh em đầy đủ. Đầy đủ cáp hết. Làm full những dòng xe ABS và Mickey. Thôi được rồi, lắp hết vào đi. Ok, làm luôn Sơn Nam ơi. Ăn này thua quá, vào bờ Sơn Nam ơi. 5 triệu bạc, hỏi hết tất cả Việt Nam con máy này anh em mua được đâu 5 triệu. Vậy thì 5.8 chắc là còn 2 triệu rưỡi. Chắc 5.8 anh em nào đang sử dụng 5.8 chắc giờ là còn giá 2 triệu bởi vì con này con 7 mà. 5.8 để anh em nâng cấp lên 7 nó phải rơi vào gần 4 củ. Nha. Đó. Thì anh em nào đang có con 5.8 thì mua thêm con 7.0. 5 củ bạc. Con máy kia mang gạ anh em nào thợ trên núi ở dưới núi gì mang bán nhanh 3 triệu. Nếu anh em nào đang có 5.8 gạ bán luôn hoặc là đăng trên mạng bán luôn 3 triệu. 3 triệu bù 2 triệu làm con 7. Đỡ phải nâng cấp. Đúng không?
Hôm nay chơi ngông luôn, bán con 7 có 5 triệu bạc. Tí đăng lên đăng trên nhóm bán 5 triệu rưỡi kiếm 500 ngàn nữa. Còn hiện tại bây giờ livestream anh em nào chốt ok luôn 5 củ. Chụp một phát đăng Zalo mẹ 5 củ rưỡi. Kiếm 500 chết. Moto Scan 7.0 giá 5 triệu rưỡi nha anh em. 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi anh em chốt nhanh nha. Sập sàn luôn. Năm triệu rưỡi tặng kèm quyển tài liệu VIP luôn anh em. Năm triệu rưỡi tặng kèm quyển tài liệu cẩm nang PGM FI VIP luôn. Rồi. Chơi cho nó máu. Rồi xong. Smartoon Motocan 7 chết luôn. Smartoon làm cho Motocan 7 chết luôn. Đó, ok anh em luôn. 5 triệu rưỡi. Can 7.0 5,5 triệu tặng kèm quyển tài liệu VIP. Rồi, livestream buổi trưa nay đến đây xin phép tạm dừng. Chúc quý vị và anh em thợ máy có bữa cơm ngon. Rồi, và đồng thời ăn cơm xong nghỉ 15 phút, chúng ta nhắm mắt ngủ cho vòng khoảng 30 phút, dậy rửa mặt, đúng không ạ? Uống cốc cà phê hoặc là cốc nước cho nó mát mẻ. Rồi tiếp tục khách hàng mang vào, chúng ta lại tiếp tục bụp lấy tiền. Lấy tiền bỏ bụng binh để Tết này có một cái Tết lớn, đúng không ạ? Hoành tráng. Chúc quý vị thành công. Bán đồ bán tháo, bán như kiểu tôm tép ngoài chợ. Máy công nghệ hiện tại nó rẻ như kiểu mà tôm tép ngoài chợ, rẻ như bó rau muống, rẻ như thịt heo căn vào buổi chiều mua. Lúc này thịt heo không còn tươi nữa, nhưng về nhà chúng ta chịu khó ướp gia vị làm ngon, chúng ta vẫn có đĩa thịt heo VIP như đĩa thịt heo vào buổi sáng. Cái quan trọng cắt nấu pha chế làm sao để cho nó hợp vị hợp mùi với chúng ta. Thank you anh em.